Nếu mà sự nghiệp mà thành thì chắc không có cuộc chiến tranh chống Mỹ giữa Việt Nam với Mỹ. Thành phố Hồ Chí Minh là có đường Bùi Viện, ở thành phố Hà Nội năm 65 về trước là có đường Bùi Viện, là đường Phan Huy Ích bây giờ đấy. Sau khi mà vịnh Bắc Bộ, cuộc chiến tranh của ta nổ ra giữa Mỹ và ta đấy, thì chính Trần Huy Liệu là Bộ trưởng Bộ Văn hóa đề xuất với nhà nước bỏ cái đường phố ấy đi. Lý do bỏ đường Bùi Viện là như vậy, vì cụ không phải là thân Mỹ mà đi tìm đường canh tân, nhưng hiểu sai đi, cứ tưởng cụ là thân Mỹ. Thưa quý vị, hiện tại Duy đang đứng ở nhà lưu niệm của danh nhân Bùi Viện. Ngay ở phía sau Duy đây, trước mặt quý vị, đây là năng mộ của dòng họ. Trong đây thì có phần mộ của danh nhân Bùi Viện. Chính thực trong văn bản sách vở là không ghi lại, vì nó mất, trong đó nó thủ tiêu cả sách vở đi, không để cho ghi lại về cụ, chỉ con cháu cụ được kể lại để thành sách thôi. Cụ là người cực kỳ chống Pháp, không đồng ý cho ta bán lục tỉnh Nam Kỳ đâu. Cái mệnh của cụ chưa chết nên cụ không đi, còn ông ấy đi bán lục tỉnh Nam Kỳ, mà không bán thì về đến giữa đường là ta thủ tiêu. Các bọn định thần trong triều nó mới bảo vua Tự Đức là cụ Bùi Viện có rất nhiều công trạng, sao mà chả bao giờ nhà vua mời cụ ăn yến. Thì nhà vua có mở yến ra, thì đến đêm về là báo là cụ Bùi Viện chết, thì vua Tự Đức mới ngã ngửa ra, thôi chết rồi, mình trúng mưu kẻ gian. Nếu như sách vở nói là chính trường của Mỹ thay đổi, nhưng thực tế như các người nhà của cụ ở đây đấy hiểu là bọn định thần và tình báo Pháp nó đã biết cụ sang bên đấy ý đồ như thế nào, nên nó đi trước một bước, nó cấu kết với thằng Mỹ. Chào quý vị và bạn về với quê hương Duy, Tiền Hải. Chúng nói cái này nó ngoài lề. Chẳng hạn như cụ Nguyễn Công Trứ chỉ đi ra dẹp Phan Bá Vành, chứ còn đất này nó có từ trước rồi. Mới thành lập ra là Tiền Châu đây, nhưng huyện Tiền Hải là có sẵn đây rồi. Mà ra mở rộng đê ra, gọi là các chú gọi là ngoại đê. Và bên kia là Kim Sơn, cái huyện Tiền Hải này trước là nó thuộc phủ trực định tỉnh Nam Định, sau đó mới tách ra tỉnh Thái Bình. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Nói với các cháu là cụ Bùi Viện ấy, hiệu là Mạnh Dực. Cụ sinh năm 1839, mất năm 1878, hưởng 40 tuổi là tính cả tuổi mụ. Cụ sinh trong gia đình là 10 anh chị em, cả trai lẫn gái. Thế cụ là cả. Thời cụ học ở quê nhà rồi đi lều trỏng sang bên Nam Định cái nghiên cứu, thì cụ học rất giỏi, nhưng thi lại không đỗ. Còn em trai cụ thi thì đỗ. Sau về đó cụ được nhà vua cho ân chuẩn là thi lại, là đỗ, thì gọi là quê nhà cứ gọi là cụ cử làng trình. Đấy, thì cụ có những rất nhiều cái biệt tài cho không được, từ các cấp này mới giới thiệu lên đến tai vua Tự Đức. Vua Tự Đức mới vời vào làm cố vấn riêng cho vua Tự Đức, gọi là chức danh đầu tiên là tham biện thương chính, tức là ngồi cùng với vua để mà nghị sự các trong triều có những vấn đề gì vua cần tháo gỡ là tư vấn cho vua. Đấy. Xong cái chức danh chính thức của cụ được vua Tự Đức, bây giờ Viện Lưu trữ Quốc gia lưu trữ đấy, là phong cho là Chánh Đô đốc Hải quân. Đấy là tức là Đô đốc Hải quân Việt Nam đầu tiên của ta đấy. Đấy là những cái chức danh của cụ. Rồi cảng Hải Phòng, cụ không trực tiếp được giao quyền, nhưng được ông Doãn Uẩn là Chánh Doanh Điền sứ tỉnh Nam Định, vì tỉnh Nam Định trước nó rộng lắm, là vời cụ vào để giúp việc cho cụ Doãn Uẩn như thế. Cụ đề xuất là xây dựng cái cảng Hải Phòng, cái người trực tiếp là khơi bùn vét rãnh lên để thành cái cảng Hải Phòng. Mà một số quan lại địa phương ở huyện Tiền Hải ngay lúc đó ấy, là muốn là đưa về cảng Trà Lý, nhưng cụ với cái nhãn quan cụ trông là cụ bảo phải khơi là ở cảng nước sâu đấy, chứ đưa về đây đánh xa bồi liên tục là không thành cảng được. Đấy, hay là từ trên Vân Đồn mà vào tới Thúy Vân Sơn là kinh thành Huế đấy, cụ xin với nhà vua Tự Đức cho lập các đồn bốt để bảo vệ vùng biển. Và khi đó cụ lại là người
dẹp yên được cái tàu ô cướp biển. Sau khi nhà Thanh tan rã thì Hoàng Sùng Anh và Lưu Vĩnh Phúc ra biển Đông ta để cướp bóc rất là lớn, không ai dẹp được, chỉ có mình cụ dẹp được. Thế là thu nạp người ta làm dưới trướng của cụ. Đấy, thành lập hai thanh đoàn và doãn đoàn. Thì những cái thanh đoàn là của người Hoa, thế thì người ta làm được hiệu suất công việc nhiều hơn, thì cụ trả mức lương khác. Tức lúc đó cụ đã làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu rồi đấy. Cụ đã có cái đầu óc như vậy. Đấy là dẹp được yên biển đấy, thì cụ lại thành lập các thủy đoàn đấy, để vừa bảo vệ vùng trời, vùng biển, xong lại vừa buôn bán với người Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Mỹ, để lấy cái lương đó mà nuôi quân. Chứ ở ngoài Bắc này lúc đó mà nộp thuế khóa vào bằng chở bằng tiền đồng, nó phải chở bằng tàu thủy, chứ chở đường bộ không chở hết được. Cụ chở vào không mất một đồng xu các bạc nào, tiền vẫn niêm phong đầy đủ. Đấy, nói nó muộn xa về sau thì những quan nịnh thần của trong triều khi cụ chết rồi thì nó mới tung cái tin là cụ biển thủ công quỹ. Nhưng mà kiểm tra trong sổ sách, giấy tờ và ngân khố không mất đồng nào. Mà về kiểm tra nhà cửa, năm gian nhà rách nát của bố vẫn là năm gian nhà rách nát, không có gì cả. Đấy, cụ là người cực kỳ chống Pháp, không đồng ý cho ta bán lục tỉnh Nam Kỳ đâu. Đi tới chú cũng không nhớ trong đó là ông gì mấy cụ đi, thì cụ lại không, cái mệnh của cụ chưa chết nên cụ không đi. Còn ông ấy đi bán lục tỉnh Nam Kỳ mà không bán thì về đến giữa đường là nó thủ tiêu. Mà nhiều lượt nó muốn thủ tiêu cụ lắm, nhưng mà cái nịnh thần ở trong triều ấy. Chứ còn chính thực trong văn bản mà sách vở là không ghi lại, vì nó mất, trong đó nó thủ tiêu cả sách vở đi, không để cho ghi lại về cụ. Chỉ con cháu cụ được kể lại để thành sách thôi. Cái hôm mùng 1 tháng 11 năm 1878 đấy là cụ buổi sáng cụ đi ăn yến tiệc nhà vua. Vì trước khi mấy ngày đó các bọn nịnh thần trong triều nó mới bảo vua Tự Đức là cụ Bùi Viện có rất nhiều công trạng sao mà chả bao giờ nhà vua mời cụ ăn yến. Thì nhà vua có mở yến ra, thì đến đêm về là báo là cụ Bùi Viện chết. Thì vua Tự Đức mới ngã ngửa ra, thôi chết rồi, mình trúng mưu kẻ gian. Vì cụ rất ghét những bọn áo cao mũ dài. Nếu mà cái người họ Bùi nhà tôi này ấy, thì tất cả đến chúng tôi bây giờ mà nói chung cả họ Bùi Việt Nam ấy, là cứ ai là yếu mà kẻ khỏe hơn mà cậy khiết là các cụ đứng về chính nghĩa các cụ, chứ không bao giờ đứng về cái phe. Vì những cái ông quan ở trong triều thực tình các cháu cũng nắm được là bất tài vô dụng, mà chỉ có nhằm tìm cách vơ vét bỏ túi. Nên cụ rất ghét vậy, cụ vạch mặt ra. Thì vua Tự Đức mà những cái quan trong triều thì vua Tự Đức không phải ngày một ngày hai mà bỏ người ta được. Thì nghe như vậy nên nó rất là căm ghét với cụ. Mà khi mà cụ xin vua Tự Đức đi sang bên Mỹ đấy, để tìm đường đưa khoa học kỹ thuật về canh tân đất nước và đánh đổ thằng Pháp đi. Thì thằng Pháp nó không cho ta phát triển kinh tế, mà ở bên trời Tây kia thì nước Mỹ đấy là nước rất là cường thịnh rồi. Đấy, đưa khoa học kỹ thuật về, nhưng mà một lượt đầu đi thì chưa có quốc thư, lượt sau có quốc thư sang thì nếu như sách vở nói là chính trường của Mỹ thay đổi, nhưng thực tế như các người nhà của cụ cháu, cụ ở đây đấy, hiểu là bọn nịnh thần và tình báo Pháp nó đã biết cụ sang bên đấy ý đồ như thế nào, nên nó đi trước một bước, nó cấu kết với thằng Mỹ. Thằng Mỹ nó làm kinh tế, chẳng hạn nói nôm na cho chú cháu mình bảo anh cứ để cái cửa tôi rồi tôi cũng cống nạp cho anh, thì thằng Mỹ nó ok. Đấy, cho nên là sự nghiệp nó không thành. Chứ nếu mà sự nghiệp mà thành thì chắc không có cuộc chiến tranh chống Mỹ giữa Việt Nam với Mỹ. Đấy là những cái công trạng của cụ, hay như cảng Hải Phòng bây giờ, hay như ở trong thành phố Hồ Chí Minh là có đường Bùi Viện. Ở thành phố Hà Nội năm 65 về trước là có đường Bùi Viện, là đường Phan Huy Ích bây giờ đấy. Sau khi mà Vịnh Bắc Bộ, cuộc chiến tranh của ta nổ ra giữa Mỹ và ta đấy, thì chính Trần Huy Liệu là Bộ trưởng Bộ Văn hóa đề xuất với nhà nước bỏ cái đường phố ấy đi. Vì cụ không phải là thân Mỹ mà đi tười tìm đường canh tân, nhưng hiểu sai đi. Đấy, lại cứ tưởng cụ là thân Mỹ, đi tường tìm đường đưa khoa học kỹ thuật về. Sau khi cụ chết đi rồi, vua Tự Đức mới dùng những cái biện pháp, chẳng hạn như cháu đi học ở nước ngoài đó về, cháu có một bằng tiếng Anh thì cháu được hưởng một phẩm hàm như thế này, cháu có nhiều bằng cấp thì cháu được hưởng nhiều phẩm hàm. Bây giờ cháu mới biết ở trong thành phố Hồ Chí Minh tên phố của cụ đặt từ những năm 1955 ấy. Đấy, thì vâng, nhưng mà ở Hà Nội thì lại bỏ là lý do vì lý đấy. Đấy cháu nhá, đấy là
Còn quê nhà bác bây giờ từ Ba Ông Tượng mà xuống đình Tiểu Hoàng cũng có đường Bùi Viện. Trên thành phố Thái Bình ở khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh cũng có đường Bùi Viện. Và năm 2020 thì Thành ủy Hải Phòng cũng đề xuất là mở một con đường đại lộ Bùi Viện nối liền từ đường 10 vào đến quận Hải An. Và bên này cầu là đường cầu Bùi Viện, bên kia là đại lộ Võ Nguyên Giáp. Đấy. Thế này cháu nghĩ Hà Nội cũng phải sớm không, khôi phục lại. Ông Lê Văn Lan về đây mà chúng tôi thì rất nhiều rồi. Trong họ nhà tôi thì thực tình nó không có điều kiện mà xin mở đường lại. Thì ông Lan cũng chỉ bảo bây giờ xin mở lại thì nhà chính phủ cũng chỉ mở đường phố mới chứ không có phố cổ được. Còn bây giờ vừa rồi là trường cấp 2 đấy, gọi là trường trung học cơ sở An Ninh trước đấy, bây giờ là trả lại cái tên cụ Bùi Viện. Vì trước thời Pháp thuộc ở đây chúng tôi làng quê đấy có một trường Bùi Viện. Tháng 9 vừa rồi công nhận trường trung học cơ sở Bùi Viện. Đấy nó như vậy. Còn cái di tích này chúng tôi mới xây. Còn năm 1984 anh trưởng tộc của tôi là có khai báo với nhà nước khi sở bảo tồn bảo tàng của tỉnh Thái Bình về làm việc. Thì từ năm 1984 là chúng tôi khai báo. Thì năm 1989 thì chúng tôi được nhận bằng công nhận là di tích quốc gia. Từ những năm 2006-2007 thì nhà nước có cấp cho từ lúc ấy là 65.000 để trông coi hương đèn. Nhưng mà từ năm tháng 9 năm 2020 thì nhà nước hay là tỉnh Thái Bình cắt bỏ thì không có nữa. Thì lên lúc ấy lên được 1.1 triệu. Thì cứ tính theo thời giá, tăng giá thì tăng lương thì chúng tôi cũng được bảo vệ. Còn tôi là trưởng ban tổ chức của họ thì tôi không phải trưởng tộc. Sơ sơ mấy cháu như vậy. Khi mà cụ Bùi Viện nhà tôi chết đấy thì vua Tự Đức có đề một đôi câu đối là: trẫm với ngươi chưa có ân huệ gì mà ngươi cũng coi việc nước cũng như việc nhà vậy, thì ắt là quỷ thần cũng chứng giám. Còn những câu đối này thì hầu như là tôi xin ở trong Hoành Phi câu đối Việt Nam, xong chúng tôi đưa lên từ đường về trước. Bên chúng tôi vẫn thờ cụ ở bên kia, bên từ đường. Nhưng từ lúc mà nhà nước xây dựng cho cái nhà tưởng niệm này thì chúng tôi thờ cụ tại đây. Thì tượng này là trực tiếp của anh Bí thư Thành ủy Hải Phòng là Lê Văn Thành, bây giờ lên làm Phó Thủ tướng đấy, là cúng cái tượng đồng đấy. Còn đôi hạc này là anh Lê Ngọc Trữ là Giám đốc Sở Tài chính cúng. Còn toàn bộ Hoành Phi câu đối và cây xanh này là của anh Lê Ngọc Biên là Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường của thành phố Hải Phòng dâng cúng vào đây. Còn lại là con cháu họ, cái quả trống kia là anh Lê Ngọc Lân là Chủ tịch Ủy ban huyện Vĩnh Bảo. Còn cái quả chiêng này thì tôi không nhớ tên, nhưng cháu nó là con rể của họ Lê, người Đông Quý đây mà. Thì cháu nó cúng và bây giờ cháu nó làm giám đốc chi nhánh Viettel Hải Phòng. Dạ, tức là dòng họ Lê là với lại dòng họ Bùi mình lại có không, sự không. Liên kết ạ. Vì cụ là người xây dựng cảng Hải Phòng lên, thì các anh ấy truy ơn. Còn đây như anh Lê Văn Lan, anh thuê cái anh Nguyễn Trần Nghiệp làm thuyền rồng kia. Các cháu học lịch sử là cụ là người Việt Nam đầu tiên dùng thuyền buồm vượt đại dương đấy. Toàn bộ công trình này thì làm bằng gỗ. Chẳng hạn như hộ quốc ký dân là bảo vệ đất nước, che chở cho dân. Riêng ở ngoài cổng kia thì có đôi câu đối của nhà cụ trước, mà vô tình là có các chú ở trong họ nhà chú nói chuyện thì chú mới ghi lại. Cũng là nhân duyên giữa cụ với chú thế nào chú ghi lại đây. Trong này gọi là đề Bùi gia, thì bên kia là Bùi tộc. Thời xưa là có một ông quan hai của Pháp đi qua cổng nhà cụ, lúc ấy còn cổng nữa. Người phiên dịch, người ta phiên dịch thì ông quan hai ông ấy xuống ngựa, đang cưỡi ngựa xuống ngựa, ông vái lại hai lại xong dắt ngựa đi qua. Toàn bộ khuôn viên này là cây xanh khác là của bên Hải Phòng các anh ấy cúng hết đấy. Còn đồ đá khác này là trong gói thầu của công trình. Ông đi chợ đó. Đấy, bên này là Nguyên Trình Cửu Vạn Thông Tây Vực này, còn bên là Bình Nguyên Nhất Đới Đạt Đông Doanh. Tức là nôm na như gọi là ở cái đất làng Trình này có một người như là người đi làm thuê thôi, nhưng mà hiểu thông rõ cả Đông Tây Kim Cổ đấy. Còn bên kia là
Bình Nguyên, Nhất Đới Đạt Đông Doanh. Cái người đấy người ta cũng làm nên sự nghiệp về kinh bang tế thế đấy. Đấy, nó nôm na như vậy. Các ông ấy dịch nôm na cho các chú, thì còn các chú không hiểu rõ nguồn cơn cái câu này. Đấy là cả ở đất bằng này, nhưng mà cụ là người rất là giỏi. Thế là cháu cũng rất là vui, cũng như là những cái thế hệ trẻ như bọn cháu này là không biết đến chữ Nho. Thì dòng họ đấy, mình đã dịch ra hết tiếng quốc ngữ này. Thì để như thế này, còn đấy, nhà tưởng niệm danh nhân Bùi Viện, nhưng một số nơi cứ đưa chữ Nho vào, chú xin bên nhà chú, các ông ấy đưa chữ Nho vào, chú đều xin trích dịch ở dưới, bên từ đường nhà chú trích dịch chữ quốc ngữ ở dưới. Mặc dù có thể là không sát thực bằng, vì câu đối chữ Nho người ta rất là thâm thúy, sâu sắc, nên là người ta cũng chỉ dịch nôm na để mình hiểu cái nghĩa thôi. Đấy, đấy, toàn bộ công trình này thì làm trong 10 tháng trời, dự kiến là 1 năm nhưng làm trong 10 tháng. Từ diện tích tổng cộng là bao nhiêu? Đây, 830 m². Thì cái này là năm 2010 là chú trình báo với lãnh đạo từ các cấp là cấp cho các chú để gắn liền với di tích. Trước là một cái sân kho của hợp tác xã từ những năm 60 thời bao cấp đấy. Xong rồi, sau này là chú xin thì người ta giao cho chú quản lý trông coi tất cả hai bên này. Xong đến lúc mà cũng nói thật với cháu là nhà Bắc Vượng đây này, đấy, nhà thờ Bắc Vượng này, Vượng phó tổng bí thư lúc đó cũng trình với bác bà nội, bác cái người ở đây, anh cái người ở đây, thế là cũng nhờ anh ấy thì anh tạo điều kiện trình giấy tờ lên Bộ Văn hóa. Trong cái quyết định của Bộ Văn hóa là nhà thờ, phần mộ và nhà tưởng niệm, thì nhà thờ thì các chú lồng ghép là phải thờ cùng ở trong nhà thờ của tổ, vì nhà cụ không còn cái gì để mà công nhận, vì nhà cụ ở ngoài mặt đường 39 cái cơ, thế không còn cái gì để công nhận cả. Và phần mộ thì các chú đưa vào trong này để trông gió coi cùng với thờ mộ tổ ở trong từ đường. Còn ngoài cổng kia thì có con cháu của họ nhà chú làm một cái cổng đá là chỉ dẫn là di tích danh nhân văn hóa quốc gia Bùi Viện là ở ngoài cổng, ngoài đường 39 kia các cháu đi vào. Nhưng cái lối đấy thì hơi nhỏ. Không, vì đường người ta đi của nhân dân làm sao mà mở ra được, mà thực tình với cháu là họ lấy tiền đâu ra mà làm mà mở đường được cháu. Đấy, cho nên chỉ làm được cái cổng như vậy thôi. Đấy là một người con của họ phát tâm. Đấy, một doanh nghiệp phát tâm. Còn tất cả những cái này là của nhà nước làm hết. Còn thì con cháu thì chỉ người cúng cái một nắm một nhúm thôi. Đây là thực tình với cháu, nó còn làm dở dang. Đây có bể nước chống cháy, nhưng mà cháu nó câm, nó không nói được. Cháu nó câm, nó không nói được. Thế chỉ làm bể dở dang vậy, nhưng mà các thiết bị chẳng có gì đâu cháu. Đấy là nói thật với các cháu là mình không có quyền hạn gì, cũng bức xúc nhưng mà phải chấp nhận. Đấy, còn cái này thì các chú chỉ phát tâm để tự lo quét dọn. Đấy, chẳng hạn như cái sập này là một người con của họ, cái tủ này là con cháu của họ cúng. Còn bộ tràng kỷ này cũng con cháu của họ cúng. Cái tủ sách này là cũng con cháu của họ cúng, cháu nhỉ. Còn cái lọ lục bình này Thành ủy Hải Phòng họ tặng Bác Vượng lâu rồi, xong bác ấy tặng lại cho họ. Còn hai lọ lục bình to này là cũng một người con gái của họ cúng vào. Còn bên kia lại cụ ngồi trước biển, cái ý tưởng rất là lớn. Đấy, nó như vậy. Chú chụp ảnh cụ xong rồi gửi cho bà ấy. Bà ấy đặt ở bên Bát Tràng, người ta làm sản xuất cho hai cái lọ lục bình này như vậy. Tức là ảnh của cụ thì ảnh của dòng cụ, họ mình vẫn còn. Còn là như thế này này, sưu tầm là chính Hải Phòng người ta sưu tầm được. Chứ trong Viện Lưu trữ Quốc gia Kinh Thành Huế cũng không còn nữa. Thế là vô tình là Hải Phòng người ta là tìm được như thế nào thì các chú không biết. Nhưng mà đến lúc các chú tra trên mạng thì mới thấy người ta đưa lên trên YouTube là danh nhân đất cảng, là trong đó có cụ Bùi Viện nhà chú. Hay là người ta viết về tiểu sử cụ, là người ta viết lệch lạc, người viết thế này, người viết thế khác. Nhưng kể cả trong họ nhà chú đây cũng có người viết sai thế này. 1838 là sai, đấy là chính cái bà này viết sai. Vì không tính tuổi mụ, tính 40 tuổi là phải tính tuổi mụ, là sinh năm 1839 mà mất năm 1878 cơ. Đấy, vì cụ sinh năm Kỷ Hợi, mất năm Mậu Dần. Đấy, chú những cái đấy chú thực tình với các cháu, chú làm thầy cúng chú cũng biết những cái niên đại về tính năm âm. Còn toàn bộ những cái hoành phi câu đối nội thất này là anh biên anh cúng hết.
Dạ, chú là hậu duệ thứ mấy của cụ? Chú là đời thứ 12, cụ Bùi Viện là đời thứ 8. Nhà chú là ngành trưởng, nhà cụ Bùi Viện là nếu trong họ là ngành thứ 3, chứ không phải là ngành trưởng. Nhưng cụ là người con đời thứ 8 của dòng tộc thì cụ có công trạng với đất nước thì được nhà nước công nhận thôi. Chú có thể chia sẻ dòng họ mình? Họ nhà chú là gốc gác là từ Hậu Lộc Thanh Hóa ra. Họ Bùi ấy, thì thời kỳ nhà Đinh ấy, khi mà nhà Đinh là các cụ đã làm tể tướng ở trong triều nhà Đinh rồi đấy. Là khi mà cụ Dương Vân Nga là vợ của Đinh Tiên Hoàng ấy, khi mà nhà Lê người ta cướp ngôi đấy, thì bà Dương Vân Nga bà ấy bảo bây giờ họ Lê người ta lên là người ta không trưng dụng họ Bùi nữa đâu. Thì các anh tự tản đi các nơi chứ không được trưng dụng. Cụ cho một cái lệnh bài là Long Sơn từ Hải đáo từ môn, tức là năm con rồng này như một dòng sông này chảy ra chẽ ra các nhánh như thế này. Người thì phải đi vào Nghệ An, người vào Thanh Hóa, người về Nam Định, rồi người ở Hoa Lư Ninh Bình. Mà dỗ cái cụ trong đẻ ra các chú đây là 15 tháng 3. Thì chú vào Thanh Hóa chú sưu tầm được như vậy người ta cung cấp thôi. Chứ còn bây giờ các chú chỉ biết xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa là quê hương của các chú. Nhưng mà không nối lại được vì các chú bây giờ có 15 đời. Mà ở trong quê gốc đấy thì lại nhiều mới có 10 đời. Còn không chỉ có 7-8 đời vì người ta không viết được gia phả. Chi trưởng ở trong ấy thì người ta bảo chúng tôi đọc đi biển không viết được. Còn các chú ra đây là từ khoảng 1619, khoảng 400 năm. Trong các dòng họ Phạm hay họ Chu, có thể các cụ ra trước một thời gian. Vì các chú là một là những người mộ phu, hai là đi ra ngoài này thấy màu mỡ thì ở lại lập nghiệp thôi. Họ Phạm cũng ở trong ấy ra, thì người ta cũng làm tướng, làm tá đi ra ngoài này để dẹp loạn. Đấy, còn một số người thì hiểu, chú nói cái này nó ngoài lề. Chẳng hạn như cụ Nguyễn Công Trứ chỉ đi ra dẹp Phan Bá Vành, chứ còn đất này nó có từ trước rồi. Tại vì năm 182 mấy thì Nguyễn Công Trứ mới ra dẹp Phan Bá Vành, mới thành lập ra là Tiền Châu đây, nhưng huyện Tiền Hải là có sẵn đây rồi. Mà ra mở rộng đê ra, gọi là các chú gọi là ngoại đê. Và bên kia là Kim Sơn là cũng chỉ mở thêm một vài xã ra, chứ không phải cái huyện Tiền Hải này trước là nó thuộc Phủ Trực Định tỉnh Nam Định, sau đó mới tách ra tỉnh Thái Bình. Bác có thể chia sẻ dòng họ mình từ lúc mà ra tới khu vực Tiền Hải đây thì có nhiều quan trạng hay là nhiều người có tên tuổi không ạ? Quan trạng thì trong dòng họ thì nhà bác thì cũng có cụ làm ở trong triều là làm y đạo, là cái đặc cụ đời thứ 6, chuyên chữa bệnh cho nhà vua. Cụ ấy không còn con nối dõi, cụ đấy mới là trưởng của dòng họ nhà chú, thì cụ ấy được gọi, bây giờ các chú vẫn khấn là Thị Lang Quan. Tức là ông cụ này là làm y đạo ở trong triều, dịch âm Hán Việt ra là như vậy. Đến bây giờ như cụ Bùi Viện đây là tham biện thương chính, chánh nha tuần tải. Đấy, vậy bây giờ được nhà nước chúng ta đây công nhận danh nhân văn hóa quốc gia. Quê này trước ngày đấy là cụ Thượng Tướng Quân Chu Đô Ngạn của họ Chu và cụ họ Phạm là Phạm Phúc Thiện. Trong xã khiết này thì trong thời kỳ cách mạng ấy thì chẳng hạn như có cụ Vũ Trọng là một trong 6 người được kết nạp đảng ở Hương Cảng mà Bác Hồ kết nạp đấy. Hay chẳng hạn như Bác Chu Văn Rị đấy cũng là bí thư tỉnh ủy Thái Bình, sau lên làm phó ban tổ chức trung ương hết đấy, rồi sau khi về chuẩn bị nghỉ hưu thì làm bí thư tỉnh Vĩnh Phúc đấy. Còn các tướng tá thì bây giờ thì thời đại chúng ta thì cũng tương đối nhiều, nhưng chú không nắm hết được. Các chú trong lịch sử Đảng bộ An Ninh thì cũng có ghi, nhưng chú không đọc hết được mà không nhớ hết được. Thưa bác, bác chia sẻ giúp con về vợ và con của cụ Bùi Viện. Cụ Bùi Viện có vợ là Đỗ Thị Điệu, cụ có 2 người con trai. Người con trai cả tên là Bùi Hơn, người con thứ hai tên là Bùi Kháng. Thì cụ Bùi Kháng thì mất lúc 17 tuổi rồi, ở tại quê này. Còn cụ cả Hơn thì có vợ, có con. Thì không biết lý do gì thì cụ di cư lên làng Liễu Đê, bây giờ là xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Từ lúc nào trước khi cụ mất hay sau khi cụ mất thì chúng tôi cũng không nắm được, vì tất cả không còn tài liệu gì ghi. Thì đến năm 2016 tôi mới tìm lại được con cháu của cụ để nối về. Thì bây giờ ở trên đấy cũng có khoảng 30 hộ gia đình. Thì năm 16 tôi lên tìm ấy thì còn một chú, tôi gọi bằng chú, là Chắt, đích tôn của cụ Bùi Viện. Lúc đó là chú sinh năm 1926, mà năm 2016 là chú ấy 91 tuổi. Thì đến năm 2018 thì chú ấy mất. Đấy, ngày trước năm 1938 là chú ấy đã về quê để học trường Bùi Viện đây.
học trường của cụ nội đấy. Rồi không hiểu lý do gì, từ đó cho đến tận lúc tôi tìm lại được, không hiểu lý do gì là chú không về quê mà không đưa con cháu về quê. Ở trên đấy là không mang tên họ Bùi được, phải mang họ Đồng và mang họ Nguyễn, vì lý do khi con cụ Bùi Viện là ông Quả Hơn ấy, vợ người họ Trần ở đây là bà Trần Thị Xuân, có ba người con trai và mấy người con gái rồi, thì lên cụ còn rất trẻ đẹp, thì con cụ cũng mất lúc 40 tuổi, cụ Cả Hơn cũng mất lúc 40 tuổi, thì cụ bà phải đi tái giá vào một nhà ông lý trưởng này có vợ rồi nhưng mà chưa có con trai. Con cháu cụ phải mang họ Đồng và phải cho hai người con trai kia vào họ Nguyễn để người ta nuôi cho. Một mình gái rất trẻ trung mà tài ba mà nó chồng ghẹo cụ không chịu được thì phải lấy cái ông lý trưởng này. Sau thì đẻ ra nhà lý trưởng họ Đồng đấy có con trai, thì ông lý trưởng đấy sau đó thì theo cách mạng. Còn con cụ cháu chắt của cụ là phải mang họ Đồng và họ Nguyễn. Thì cái chắt đích tôn của cụ ấy sau này làm giám đốc sở lâm nghiệp tỉnh Hà Bắc mà rất là cách mạng. Khi tôi lên là chú đã lĩnh được 70 năm tuổi đảng. Đấy. Còn cụ còn một người mà không chính thức là ở trong Bình Định là gọi là bà bé đấy. Chắc là thêm nếm cái gì thì không, chắc là chỉ thê thiếp thôi chứ không gọi là vợ. Buổi sáng hôm mùng 1 tháng 11 năm Mậu Dần đấy, ăn yến tiệc cụ dặn bà vợ lúc ấy đang mang bầu, bảo sau này có muốn cho con cháu tìm về quê gốc ấy thì cứ đi theo ven biển này ra ngoài phía Bắc này là tìm thấy. Nhưng chúng tôi có địa chỉ của con cháu cụ nhưng mà người ta trong ấy nghèo, người ta chưa có điều kiện ra, mà chúng tôi chưa có, tôi cũng chưa có thể có điều kiện cập nhật vào trong đấy được. Có vẫn có số điện thoại của, mà con đấy các cháu các cụ trước cũng đi tập kết ra Bắc cũng làm cách mạng. Bây giờ là có ông Bùi Thế Sương mới là ông Bùi Dương Học là đang ở trên Kon Tum. Đấy, tôi chỉ nắm được sơ sơ như vậy thì cũng lâu không liên lạc được với người ta vì các điều kiện, tôi thì không chưa có nhiều điều kiện để đi tìm gặp. Còn trên Bắc Giang là tôi tìm được Liễu Đê Bắc Giang, thế tôi mới tra là xem là xã nào, thì người ta trên mạng hay trên YouTube người ta cho biết là xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng. Thế bắt đầu tôi mới tìm lên đấy, tôi mới tìm được. Thưa bác, là bà cả ấy, bà là người quê bà đâu? Vợ cụ quê đây, họ Đỗ đây là Đỗ Thị Điệu. Vâng, thì cụ Dỗ 21 tháng 11. Bác ơi, là khi cụ Bùi Viện đi vào trong kinh thành Huế, vợ của cụ Bùi Viện có đi cùng không? Không, vợ ở ngoài này chứ không đi cùng. Sau khi mẹ cụ Bùi Viện, cụ mất, cụ Bùi Viện về chịu tang thì ở lại quê trông nom bố, không thể vào phụng sự vua được. Thì nhà vua mới thấy cụ không vào thì không có người tư vấn trông đỡ tháo gỡ những cái này cái khác, thì nhà vua cho một người em gái là Hoàng Thị Tuyết Lệ, con của một quận công mà là chú ruột của vua, ra ngoài này trông nom bố cụ Bùi Viện để cụ Bùi Viện vào phụng mệnh và trông nom công việc trong triều cho cụ Bùi Viện. Thì sau bà Hoàng Thị Tuyết Lệ mới lại bén duyên với bố cụ, mới đẻ ra cụ 6, cụ 7, cụ 8, cụ 9. Đấy là nó như vậy cháu ạ, cho nên là bố cụ là hai bà là lý do như thế. Còn mẹ là của cụ ấy thì đẻ được đến cụ thứ 5 và hai người con gái là 7. Tiếp theo cụ bà bé thì được 4 người nữa, là tất cả thảy là 11 người con. 3 người mất sớm, cụ 7, cụ 8 mất sớm. Còn cụ Ba Lạp là em thứ 3 của cụ đấy, thì đã làm như kiểu thư ký mà cập nhật các tài liệu cụ làm ăn, tất cả cập nhật hàng ngày về, mà không biết là cụ đó bị người Hoa hay bọn nào nó thủ tiêu mất ấy. Đấy, vì cụ đi có đóng một chi điếm ở Hồng Kông, thì là cụ Ba Lạp đấy là ở bên đấy quản lý chi điếm ở đấy cho, thì không biết nó thủ tiêu như thế nào thì không biết được cháu. Đấy. Thưa bác, là cụ Bùi Viện mình sang Mỹ 2 lần, trong dòng họ mình cụ có kể lại hoặc là có bản thần phả ghi chép về hai cái cuộc hành trình đấy? Hai cuộc đấy thì không nhớ rõ, nhưng có một năm là 1873 mà đi, lúc đó là sang gặp Tổng thống Mỹ William Simpson Grant. Là lúc đầu sang là gặp là người ta hứa hẹn là trở về lấy quốc thư sang để người ta tiếp tục mạn hòa đàm với đấy. Thì sang lượt thứ hai có quốc thư thì như sách vở ghi là chính trường nó thay đổi, nhưng như con cháu của họ kể lại đấy là do bọn Pháp và bọn Mỹ tình báo Pháp nó biết như vậy, vì cụ không thân Pháp, cụ chống Pháp, cho nên nó tìm cách cấu kết với các quan nịnh thần là thủ tiêu cụ, là lý do như vậy cháu ạ. Dạ, khi cụ mất ạ,
phần mộ của cụ, bác có thể chia sẻ chi tiết hơn được không? Phần mộ của cụ thì khi đó người Hoa tan rã ra và có xin phép nhà vua đưa thi hài của cụ về quê đây tế lễ hàng tuần lễ. Xong người ta mai táng cụ ở một cánh đồng, sau đó là người ta lại tản ra ngoài khơi, người ta đi cướp bóc mà không ai thu nạp, người ta không phục một ai cả ngoài cụ thôi. Hài cốt của cụ được mai táng tại quê nhà. Con cháu trực hệ của cụ thì ở trên xã Tân Liễu, làng Liễu Đê, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Thì các em nó từ năm 2016 đến giờ là hàng năm là cứ về giao lưu, vừa dỗ cụ mùng 1 tháng 11 mới vào đầu năm các chú tế xuân, hoặc là tháng 4 dỗ tổ thì các em nó về. Vừa rồi có một em ở trên đấy, con cháu của cụ đấy cũng đời thứ 12 bằng các chú đây, thì được nhà nước công nhận là nông dân sản xuất giỏi, cũng được lên gặp ông Nguyễn Xuân Phúc tặng bằng khen. Đấy là cái em là Nguyễn Văn Mùi, chứ không phải họ Bùi nhà chú, nhưng mà tên là Nguyễn Văn Mùi, chuyên nuôi vịt ấp trứng, nhà bây giờ có nhiều tỷ. Bác có thể chia sẻ ngày dỗ, ngày hội khu tưởng niệm không? Hội thì thực tình với cháu là hai năm nay là Covid không mở lễ hội. Ngày trước xa xưa về thời Pháp thuộc ấy, thì quê hương chú và đồng họ ở đây ấy, cứ tế xuân đầu năm, gọi là tế tổ đầu năm hay là dỗ tổ đầu năm, gọi như vậy, nhưng thực tình là tế xuân đầu năm. Như chúng ta gia đình là cúng đầu năm của gia đình ấy, từ rằm tháng giêng. Trong làng chú đây có hai cái đình, đình Bát Vị và đình Trúc, đây là hai cái đình ấy. Trong đình tế thành hoàng xong thì là trong các dòng họ tế xuân đấy. Thì như dòng họ chú ấy, và trong quê hương này có mở các trò chơi như tổ tôm điếm, đánh cờ hay trọi gà. Sau này năm 95 các chú mới khôi phục lại, thì hàng năm các chú cũng tổ chức đánh cờ tướng tại bên sân từ đường, và trọi gà và ném vòng cổ chai như thời mới, hay bắt vịt ở dưới ao, hay ném bóng bàn vào chậu như các chú làm theo thời đại, hay bánh bóng bàn cũng có tổ chức vui chơi. Rồi tổ chức tế lễ 5 ngày đến 1 tuần vì điều kiện của địa phương cho phép làm như vậy thôi. Còn bây giờ thì mấy năm trở lại đây thì không tổ chức trọi gà được, vì cái tai tệ nạn người ta cũng cứ núp dưới cái hình thức của dòng họ, nên địa phương người ta không giải quyết cho tổ chức cái môn đánh gà nữa. Còn trước thì làng quê chú thì cũng rất là sầm uất, cũng tinh cả cò cua tôm cá đầy đủ, mà chính cụ du nhập những cái trò chơi ở trong kinh thành về tới đây. Trước đình của chú là đình đầu làng, bây giờ cái chỗ chùa Trúc đấy là có một cái đình. Cái giai thoại là cụ lấy một cột buồm này về để làm cái cột cờ của đình, mà bao nhiêu người kéo không được, nhưng khi cụ về cụ chỉ cầm cái roi ba toang này chỉ vào thì mọi người mới kéo lên được. Đấy là cái giai thoại. Đặc biệt là cụ có một bộ râu gọi là râu rễ tre. Có một ông đi hầu cụ tên là Binh Nghị cũng có râu, mới hỏi cụ là cụ ấy, cụ cũng có râu mà tôi có râu, mà sao cụ thì được mọi người trọng dụng phục vụ cụ như này mà tôi thì phải đi hầu cụ. Cụ bảo bưng một chậu nước lên đây, lúc ấy gọi là thau nước, có cái thau bằng đồng trước đấy, gọi là cái thau, có thể các cháu bây giờ chỉ trông được ở viện bảo tàng. Bưng lên đây tôi chỉ cho anh với ta có bộ râu khác nhau như thế nào. Ông Binh Nghị này, người họ Phạm này, cũng là ở đây. Thế xong nhúng râu vào thì cái râu của ông Binh Nghị thì mềm sầu như rễ bèo tây, nhưng râu của cụ nhúng vào xong không ngấm nước, vẫn cứng như rễ tre vậy. Thì cụ cười khà khà, cụ bảo đấy, râu của nhà ngươi với ta nó khác nhau như vậy, ngươi phải phục vụ ta, còn ta được mọi người phục vụ. Hay mà cụ rất thân với nhà văn Nguyễn Khuyến ấy, tháng 10 trước là nó đã lạnh rồi, thì ở ngoài sông chú đây trước là sông, gọi là sông cái, sông làng, là chảy rất là sâu, thuyền buồm đi qua lại về buôn bán ở đây. Bây giờ là xa bồi không đánh được, cho nên là nó nông đi. Là về thì cụ Bùi Viện với cụ Nguyễn Khuyến ra tắm ở đầu sông làng. Tháng 10 nó lạnh lạnh, các cụ rét rồi, một cụ Nguyễn Khuyến rét rồi lên mới nấp vào trong cái lều của lò vôi. Cụ Nguyễn Khuyến mới gieo một câu là quân tử nép mình rung nhịp gót. Thì cụ Bùi Viện đang lên thì rét run cầm cập như này, bảo anh hùng thích chí gảy đàn môi. Hai cụ đối thơ văn như vậy đấy. Đấy là ứng khẩu thành thơ. Còn nhiều cái nhưng mà bây giờ không có thời gian kể cho cháu đâu. Đấy, còn sách vở thì chú chỉ cần đọc ở trong gia phả là chú nhớ. Đấy là thôi, thì chú là được cái nhân duyên thì chú biết như vậy. Còn chú là trưởng ban tổ chức của họ, chứ không phải con cháu trực hệ của cụ.
Ừ, đấy thì nó như thế cháu nhé. Còn các cháu cần tìm hiểu cái gì thì có thể một dịp nào đó chú cháu mình lại ngồi vào. Còn tất cả những sách vở thì các chú xin ở trên Sở Văn hóa Thông tin Thái Bình về để trưng bày thôi, chứ còn về cụ thì có một số sách thôi. Chú có thể cho biếu các cháu một vài quyển của các con cháu viết về cụ. Một nhà văn là con cháu của họ cũng dựa theo các sách và mấy gia phả của họ viết về cụ Bùi Viện, thì chú biếu các cháu quyển để các cháu làm kỷ niệm, cũng tham khảo qua về cụ Bùi Viện. Đây là nhờ bên nhà xuất bản dân gian in ấn cho, cũng có đầy đủ nhưng mà chú chưa có sách để biếu được. Đấy, đây chẳng hạn như anh ấy về anh chụp, anh Lê Chí Bền là giáo sư sử học, thì anh ấy cũng sinh năm 1956, đây ở bên ngoài Hải Phòng có đường Bùi Viện đây này, còn cái cảng Hải Phòng là mở ra đây. Còn anh ấy chụp về quang cảnh quê hương với đường phố với lại từ đường nhà các chú nó như thế này. Cái bằng di tích này để ở bên từ đường lát mời các cháu sang. Còn đây hôm anh Vượng với lại anh Lê Văn Thành với lại Ngô Đông Hải về cắt băng Khánh Thành, nhà tưởng niệm đây. Tháng 3 năm 2021 năm ngoái, anh Vượng đây, anh Thành với anh Ngô Đông Hải đây. Cô mới làm, vâng, làm tại sân này là Khánh Thành, nhưng mà chú chưa có sách để biếu được. Ừ. Đây là nhờ anh Lê Chí Bền, anh ấy sưu tầm và chủ yếu là theo gia phả của nhà chú. Năm 1991 là Thượng tướng Hoàng Minh Thảo cũng về đây hội thảo tại từ đường nhà chú, lúc ấy chưa có những cơ sở này. Thì cũng về hội thảo, rồi nhiều người hội thảo là đều viết thành sách để đưa vào đây, nhưng mà chú tiếc là chú chưa có. Đây là cái quyển, cái châu bản thời Nguyễn là phong cụ làm chánh đô đốc hải quân đấy. Bên là chữ quốc ngữ, bên chữ Việt. Đấy, còn ảnh của cụ đây thì chú mới cập nhật một cái tiểu sử rất tóm tắt về cụ. Chú cập nhật, chú đưa vào đây để trưng bày. Đấy, tóm tắt thôi. Cụ lại rất là giỏi văn nhưng mà làm nghiệp võ. Thì mời các cháu sang bên từ đường kia. Thằng cháu này nó 70 tuổi, nó bị câm. Trong họ nhà chú thì có 15 đời thì còn yên, nên là gia phả nhà chú mới là bề bậc của họ là trên là trên, dưới là dưới. Đấy, bên này là từ đường thờ tổ của nhà chú. Đây bên này là trước các chú thờ cụ Bùi Viện ở bên này. Đấy, dòng họ chú cũng làm một bức tượng thờ cụ ở đây. Nhưng mà từ lúc nhà nước xây cho nhà tưởng niệm thì chú thờ cụ ở bên ấy, còn bên này vẫn thờ. Ở gian thờ của các chú đây ở trong, ở giữa đây là thờ tổ này, còn bên kia là thờ công đồng, còn bên này là thờ bà tổ cô. Đấy, còn bên này thì các chú vẫn thờ cụ Bùi Viện ở bên này. Ừ, còn bên kia là cái đặc biệt là các chú thờ hậu, hậu của họ nhà chú như thế này. Trước ngày là các cụ không có con cái thờ tự ấy, gọi là phạp tự rồi đấy, thì là mua hậu về để cúng. Trước các cụ là thời Pháp thuộc, các cụ mua một sào ruộng cúng vào cho họ. Họ gửi cái sào ruộng cho người ta cấy tô cấy rẽ như thế nào đấy, lấy để xôi gà cúng hậu.
Nhưng từ năm 95 một ông Việt Kiều về ông khôi phục lại. Vì khi năm cải cách thì chúng ta thu hết quốc hữu hóa ruộng đất rồi, không còn ruộng nữa. Thì năm 95 ông ấy về ông khôi phục lại. Thì những gia đình có con trai hay con gái hay không có con thờ cúng gửi tiền vào trong họ. Năm 2002 chú quản lý thì có 25 hậu, nhưng bây giờ chú có 72 hậu. Và một năm chú làm giỗ 62 cái giỗ. Thì chỉ có 5 cân thóc và mấy nải chuối để cúng hậu. Trước hết là cúng tổ, bên này thờ hậu là như vậy. Thì là các cung. Còn ngoài kia chú thờ liệt sĩ là 15 liệt sĩ của dòng họ. Là truy ơn các cái khi chú lên chú đề xuất với dòng họ, chú làm cái bia và lập bát hương thờ các liệt sĩ của dòng họ. Đấy là như vậy. Còn hậu nó đặc biệt như vậy. Tháng nào nhiều thì 6 giỗ, tháng nào ít thì cũng phải 3-4 giỗ. Thì chỉ có 5 cân thóc nếp và mấy nải chuối. Vị chi nó khoảng hơn 100.000 thôi. Còn đèn hương thì chú dùng chung. Hay là ngày đầu năm thì các chú tế tổ thì khoảng làm hơn 3 tạ thóc nếp để in, khoảng làm sau có 400 phẩm hoàn, mỗi phẩm hoàn khoảng nửa cân để làm lộc cho con cháu. Hay hàng năm thì dòng họ nhà chú cũng cứ đều là duy trì cái khuyến học khuyến tài con cháu, thì chủ yếu là những các cháu học giỏi này, các cấp, và các chú có xét khuyến học thì cũng chỉ có một cái thư khen như thế này cháu này. Chú có in một cái thư khen hàng năm tặng cho các cháu một chút lộc tổ là phẩm oán lạng giò, cháu nghe chưa? Với 50.000 tiền gọi là có chút tiền lộc cho các cháu. Đấy, các chú làm thế này. Xong ghi tên vào lớp, trường, đời bao nhiêu, và thành tích đạt cái gì. Chẳng hạn các chú xét duyệt là đại học là đầu tiên này, vào cấp 3 là vượt rào cái nữa này, xong học sinh giỏi các cấp. Đấy, và chẳng hạn huyện hay tỉnh hay nhà nước. Đấy, là vào cấp gì, cấp vào những cái mức bậc độ nào. Chẳng hạn giải 3, giải nhất, giải nhì của các kỳ thi xét của các nơi đấy. Thì các chú sẽ làm khuyến học, chẳng hạn như các cháu vào đại học và học sinh giỏi các cấp cao lên đấy, thì các chú cố gắng, kinh phí chưa có nhiều nhưng mà cố gắng trích kinh phí ra tặng cho các cháu 100, và có một phẩm oán với lát giò, lạng giò đấy là tặng quà cho các cháu. Đấy là hình thức các chú làm khuyến học, thì nó rất đơn giản như vậy thôi. Chứ còn quỹ khuyến học thì kêu gọi con cháu, thực tình với cháu chỉ được vài 3 triệu, 100 hoặc 150 một cháu. Thì mà khoảng 30-40 cháu là cũng 100 triệu đi bén. Đấy, chú quản lý nhiều cái này chú biết rồi. Đấy. Đấy, còn ngôi từ đường này nhà các chú thì xây hiện đại 1929. Khi trước là các cụ xây làm bằng tranh tre lá nứa thôi. Xong đến năm bão 24 tháng 6 năm 1929 là năm kỷ tỵ đấy. Đổ đi, các cụ mới kêu gọi con cháu xây dựng hiện đại như thế này. Và qua thời kỳ đó đến bây giờ chú biết thì năm 75 chú còn ở trong nước, chú chưa đi nước ngoài thì cũng đã sửa đảo ngói rồi. Đến năm 93 lại làm một lần nữa. Năm 2017 vừa rồi, 16, 17, 18 là chú lại kêu gọi sửa chữa như thế này nữa là tương đối hoàn chỉnh, và mở rộng cả nhà ăn, nhà vệ sinh, nhà khách. Ở dưới kia là có tắm nóng lạnh, điều hòa hết, đầy đủ hết. Đấy là các chú làm được như vậy. Đấy, toàn bộ khuôn viên này là đến hoàn thành trong 10 năm cháu nhé. 10 năm mới hoàn thành, mà xây từng đỏ một, đặc biệt không có rằng mà sao không đất. Đấy, cái long cốt này là bảo đại thập tứ niên, là khởi công ngày 20 tháng 5 năm 1926 là bắt đầu xây dựng, cho đến xong là 1938 là mới xong. Là làm từ 1929 đến năm 1938 là làm trong 10 năm mới xong hoàn toàn bộ cái này. Đây gọi là bái đường, còn hai bên này là đông tây xá, còn ở trong kia gọi là hậu cung. Đôi hạc chầu một người con của dòng họ người ta cúng vào, còn đây là trong nó có các mộ của dòng họ thì kết hợp ở trong này, là có cả mộ cụ Bùi Viện luôn. Trước là nó bé thôi nhưng mà chú vừa mới tôn tạo lại. Dạ. Có nhiều ngôi trong này, có khoảng 9 ngôi. Thì vừa rồi là xây hẹp cho nên là xây đè lên các cụ, và đi kiểm tra là vỡ mất một cái nắp tiểu nên các chú phải khai quật lên để đưa các cụ vào quách.
xong rồi xây mở rộng ra là không đè lên nữa. Con cháu đi xem về kiến nghị mà, thì các chú phải khắc phục. Vừa mới khắc phục tháng 10 vừa rồi thôi. Còn đấy, bốn cái câu ở trên kia là xương ngã tộc giới, thì nó nôm na nói là thế giới này chỉ có một ngôi từ đường này thôi. Các cháu có thể đi nhiều đi xa hết, thì là cái khuôn viên kiểu xây thành quách như thế này, trong chữ Nho người ta gọi là chữ viên, thì không biết là cụ nào trong họ nhà chú thiết kế xây này đấy, các cụ đề bốn cái câu như vậy đấy, là xương ngã tộc giới, là thế giới này chỉ có mình ta mà đấy. Mọi người về tham quan nói là chưa ở đâu có cái ngôi từ đường nó đặc biệt như thế này. Dạ. Tôi thấy là hai bên, hai cái này là chú đưa thôi. Chú năm 2017-18 chú là bên là đề chữ Đức, một bên là chữ Tâm, thì lấy hai cái chữ đó làm chủ đạo. Còn Phúc thì chắc là ở trong này chú có ba chữ Phúc Lộc Thọ ở trong cửa trên của hậu cung rồi, cho nên chú không để hai chữ Phúc ở đấy nữa. Còn chú chỉ để hai chữ Tâm với Đức thôi, trước hết là cái Tâm xong cái Đức, Đức với Tâm. Còn ở trong kia thì chữ Phúc thì mình làm Phúc thì mình sẽ được hưởng, nhưng trước hết phải lấy hai cái chữ Tâm với Đức làm đầu, theo quan điểm của chú như vậy. Chú làm những cái này là chú đều thưa gửi, thắp hương, thưa gửi, xong mới cho người ta làm. Thì xong là lễ xin tiền đài, thì được phép như vậy thì chú cũng đưa lên. Mà chắc hai cái chữ này thì nó không phạm cái gì, thì chắc là các cụ cũng vui vẻ mà mọi người không ai phản đối gì cả. Còn thì đây là hai câu đối ở trên này, rõ ngày xưa bảo phong kiến nhưng các cụ nhà chú lại không phong kiến. Đấy, chẳng hạn như thế này, chú nói chuyện cháu là ở dưới này: tế chi viết tự thanh dung, như khái nhiên sở vị giáo hiếu. Chẳng hạn như làm cái việc gì từ to nhỏ như thế nào thì cũng phải có trai có gái, chứ không thể tách rời ra được. Còn bên kia là bên này là tự dĩ thần hợp nội ngoại, thì đạo rã cố viết xuất thân. Chẳng hạn bên này là làm cái gì thì cũng phải có tất cả trai râu gái rể nội ngoại xa gần kết hợp vào thì mới thành, chứ còn để đọc cứ đương đương tự đắc là không được. Đấy. Dạ. Còn các cụ không vậy, nhưng mà thời chú lên nên một số các ông các chú nhà chú lại còn quan điểm là không cho gái theo. Nhưng chú lên chú thay đổi, tất cả ai có tâm hướng tổ, dù trai gái râu rể xa gần, không phải họ, người ta muốn đến bái chiêm bái và người ta muốn được dự lễ cho người ta đến vào để cùng thụ lộc của họ nhà mình, đấy là làm phúc. Mình còn đi làm duyên làm phúc bố thí cháu nhỉ. Chú quản lý thì 20 năm này rồi, thì chú cũng cứ làm những cái tâm đức của chú để làm sao chú được cái sức khỏe và gia đình rồi con cháu dòng họ. Khi được công nhận bằng di tích rồi ấy, năm 95 là dòng họ nhà chú được nhà nước cấp cho 50 triệu để về tu bổ. Thì các chú của chú là năm 1993 đến 95 là tu bổ làm lại được khang trang lên, tô điểm thêm lên. Xong rồi đến thời kỳ chú thì lại tô điểm thêm lên, là bây giờ được vững chãi như thế này thì cũng rất là hạnh phúc rồi cháu. Còn trước ngày thì kinh phí của nhà nước có về thì chú nào là phát cho các trưởng nhóm mỗi người một chút lộc, ngày cúng dỗ cụ một chút lộc. Còn những năm gần đây thì không có nữa, thì chú tự nguyện chú bỏ ra một vài ba triệu là phát tâm hay là cúng tiến vào các công việc này, đấy là việc riêng của chú phát tâm thôi. Còn thì chỉ mong là nhà nước nên cung cấp cho cái kinh phí để mà trông coi này, đèn hương để duy trì lâu dài, hoặc là thành khu du lịch tâm linh thì có thể là in ấn sách ra cho các chú để chú có thể thu nhiều không có, nhưng mà 10 hay 20 nghìn như thời giá bây giờ, để dần dần mình có đèn hương và có những duy tu bảo dưỡng hay người trông nom bảo vệ. Đấy, để sau này. Còn nhau ngay bản thân chú cũng mong là con cháu của tổ nhà chú tới đây, năm tới thì chú sẽ phát động cái phong trào gây quỹ, vừa để là trông coi bảo vệ đèn hương rồi bên kia. Còn hiện tại bây giờ nhà nước chỉ xây xong để đấy, chứ còn nếu các chú mà không thương đến những cái chuyện hay là cái duyên với nhau với cụ mà không trông nom thì 2 năm nay có sẽ mọc đầy cỏ lên. Còn vừa rồi chú cũng kêu gọi con cháu đóng mỗi người gia hộ gia đình có 500. Còn những cái đồ này là toàn con cháu cúng hết, cánh cửa cánh rả này hay là sơn hay công xá ấy, tiến cúng vào để làm những cái việc nghĩa với tổ tiên.
Đấy, còn ngoài này là chú thờ liệt sĩ này. Đấy, 15 liệt sĩ của dòng họ này. Đấy, là chú thờ ở đây. Đúng không chưa? 15 liệt sĩ từ đời thứ 10 đến đời thứ 13. Là từ chống Pháp cho đến chống Campuchia. Chú ý theo dõi, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới để giao lưu cùng Duy, cũng như góp ý cho Duy những địa điểm, địa danh quý vị muốn Duy tới trải nghiệm. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới.